Xin được hoan hỉ, chào đón tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại Phong Thủy Gia Cát. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, xin chúc tất cả quý vị gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, phát tài, phát lộc. Quý vị thân mến, như vậy là năm cũ 2021 Tân Sửu đã qua và năm mới 2022 Nhâm Dần đã đi được nửa năm. Trong tháng 6 âm lịch này thì ai cũng mong muốn mình gặp được nhiều may mắn, đặc biệt là khi bước sang năm Nhâm Dần 2022. Thì mọi người đều cố gắng và nỗ lực không ngừng để chúng ta có thể tìm kiếm được những điều tốt đẹp để xây dựng mọi thứ viên mãn nhất trong tháng 6 năm 2022. Và những gia chủ tuổi Tân Sửu đã có vận may lội ngược dòng, được quý nhân tương trợ và thần tài chiếu cố nồng hậu. Cụ thể, trước khi bước vào tháng 6 âm lịch thì con giáp này sẽ gặp được nhiều may mắn, công việc và mọi kế hoạch đều được thuận lợi suôn sẻ. Ngoài ra thì tuổi Sửu còn tìm được cơ hội tốt để có thể thay đổi cuộc sống trong tháng 6 âm lịch này. Và trước khi đi vào nội dung cụ thể, quý vị cũng đừng quên ủng hộ kênh Phong Thủy Gia Cát bằng cách nhấn vào đăng ký kênh và chọn vào quả chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung nào của Phong Thủy Gia Cát. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng tìm hiểu nội dung chi tiết. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Sửu trong tháng 6 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi tháng 6 cho quý vị gia chủ tuổi Sửu trên phương diện sự nghiệp gặp nhiều khó khăn bủa vây, cạm bẫy giăng lối. Người tuổi Sửu là người vất vả hơn, mất công mất sức mà chưa thể thu được về kết quả như mong đợi. Dưới tác động của cục diện xung khắc, người tuổi Sửu làm gì cũng một thân một mình, không có người thân, anh em, bạn bè giúp đỡ. Người làm công ăn lương bấp bênh với công việc hiện tại, gặp nhiều thị phi tại nơi làm việc, không được cấp trên công nhận. Nên bạn phải thật sự bình tĩnh để giải quyết mọi công việc, tránh để cảm xúc lấn át làm hỏng việc lớn. Người tự chủ kinh doanh buôn bán cũng không khởi sắc hơn, gặp nhiều bất lợi, tệ hơn là có dấu hiệu bị hãm hại chèn ép bởi đối tác, thận trọng trong hùn hạp làm ăn, kẻo tiền mất tật mang. Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong Thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Sửu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên quý vị gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Công việc bất lợi nên tài lộc cũng giảm sút trông thấy, xung khắc địa chi ngăn cản nhiều cơ hội làm giàu dù đã ở trước mắt. Trong tháng kiếm tiền đã khó khăn, tiền làm ra lại khó giữ. Bạn sẽ phải chi tiêu rất nhiều các khoản lớn nhỏ vào việc sinh hoạt gia đình cũng như công việc làm ăn. Người làm công ăn lương thu nhập hầu như không tăng do chỉ có một nguồn thu chính. Kinh doanh buôn bán cũng không mấy thuận lợi, dễ bị tình trạng bùng hàng, ế ẩm. Đây không phải là thời điểm lý tưởng để hợp tác mở rộng làm ăn hay đầu tư. Khả năng cao là không thu hồi được vốn, nghiêm trọng hơn còn khiến bạn rơi vào cảnh túng thiếu nợ nần. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi và tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của những người tuổi Sửu tháng này không tốt, thường xuyên ốm đau, bệnh lâu ngày mới khỏi. Áp lực do phiền muộn cuộc sống khiến gia chủ phải suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Khó tránh các chứng bệnh về thần kinh và hệ tiêu hóa như đau đầu, đau dạ dày, giảm sút thị lực. Vì thế, quý vị gia chủ cần học cách cân bằng giữa công việc, học tập và nghỉ ngơi để thư giãn đầu óc, tinh thần và nên kết hợp với luyện tập thể dục thể thao thường xuyên để tăng cường thể lực. Các quý vị gia chủ tuổi Sửu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Sửu. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng này về phương diện tình cảm, gia đạo không được tốt với những người tuổi Sửu, chủ về gặp chuyện buồn và thiếu hòa khí.
Người độc thân dù có được một vài cơ hội gặp gỡ người khác giới do người lớn giới thiệu, nhưng nam nữ vẫn khó tìm được người ưng ý, các mối quan hệ chỉ chớp nhoáng rồi đi, khó đọng lại. Những quý vị gia chủ đã yên bề sa thất, tháng này dễ xảy ra các cuộc tranh chấp, cãi vã to lớn, có lớn có nhỏ, khiến tình cảm rạn nứt, không khí gia đình không được êm ấm. Các cặp đôi đang hẹn hò mà tính chuyện kết hôn e rằng khó thành đôi. Tử vi của từng tuổi Sửu trong tháng 6 âm lịch năm 2022, tuổi Đinh Sửu sinh năm 1977. Người tuổi Đinh Sửu gặp nhiều chuyện tốt đẹp trong công việc, vì thế bản mệnh cần phải nắm chắc cơ hội để thể hiện năng lực và tài hoa của mình trong tập thể. Người tuổi này cần phải có kế hoạch chi tiêu hợp lý, tránh việc kiếm tiền được bao nhiêu lại tiêu hết bấy nhiêu, và nếu có cơ hội, có thể tìm hiểu thêm các lĩnh vực đầu tư, phân tích tình hình thị trường. Bạn có thể kiếm thêm được những khoản thu nhập ngoài mức lương chính. Phương diện tình cảm không có nhiều khởi sắc, những người còn độc thân có thể được nhiều đối tượng khác giới theo đuổi, nhưng khuyên bạn không nên đi đến những quyết định quá vội vàng, mà nên suy nghĩ thật cẩn thận, quan sát kỹ càng. Tuổi Ất Sửu sinh năm 1985. Tháng này tình hình sức khỏe của những người tuổi Sửu sinh năm 1985 không thực sự lý tưởng, chủ yếu là bởi vì bạn phải chịu tác động nặng nề của cục diện xung khắc địa chi. Bạn cần phải chú ý đến an toàn của bản thân, đặc biệt là khi di chuyển hoặc khi lao động chân tay, tránh để xảy ra sự cố đáng tiếc. Trên phương diện sự nghiệp, bản mệnh cần hạn chế tính cách nóng nảy, không nên đắc tội với mọi người xung quanh. Bạn cũng cần phải lập những kế hoạch cụ thể rõ ràng cho công việc của mình để có chí hướng phấn đấu. Dù gặp khó khăn cũng không nên bỏ cuộc giữa chừng. Trong chuyện chi tiêu, đương số dễ rơi vào cảnh vay nợ vì tiêu tiền bừa bãi cho những mục đích không thực sự cần thiết. Người làm ăn kinh doanh cần hạn chế đầu tư và chớ nên tin theo lời rủ rê của người khác, đổ tiền vào những hạng mục không đáng tin cậy. Tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Tháng này nhiều phương diện cuộc sống của những người tuổi Sửu sinh năm 1973 không được thuận lợi như ý muốn. Trong sự nghiệp, bạn gặp phải nhiều trở ngại, lại thêm ảnh hưởng của tuổi tác, bản mệnh thường muốn từ bỏ giữa chừng, hoặc dù có tiếp tục thì cũng không thực sự nhiệt tình trong quá trình tìm cách giải quyết. Thái độ làm việc không cẩn thận này khiến sai sót lại càng dễ xảy ra hơn, nghiêm trọng có thể dẫn đến tình trạng bị giáng chức hoặc phạt tiền. Phương diện tình cảm cũng không thực sự ổn định, bạn dễ bị lôi kéo bởi những cám dỗ bên ngoài, lạnh nhạt với nửa kia của mình, và nếu không tự nhắc nhở bản thân, bạn sẽ dễ bị sa ngã, khiến hôn nhân đi đến bờ vực đổ vỡ. Tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, tháng này có sự tương khắc bất lợi cho những người tuổi Sửu, chủ về khó khăn, gặp sự bất lợi. Công việc làm ăn của gia đình gặp phải đủ chuyện rắc rối bất lợi, hoạt động kinh doanh trì trệ do bị đối thủ cạnh tranh phá hoại. Về gia đạo thì bất ổn, thiếu hòa khí giữa anh em, con cháu trong nhà, thường xuyên xảy ra lục đục cãi vã. Thời gian cuối tháng mọi việc có thể sẽ tươi sáng hơn. Tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949. Trong tháng này gia chủ sống trong tình yêu thương của con cháu trong nhà, ra ngoài xã hội được nhiều người kính trọng, quý mến mà không phải lo nghĩ nhiều. Tuy nhiên sẽ xảy ra một vài tranh cãi nhỏ với người trong nhà, bạn cần chú ý nhiều về tính tình của mình. Các mệnh chủ cần bình tĩnh tìm hiểu kỹ càng chi tiết vấn đề mình đang gặp phải rồi mới đưa ra phương án tối ưu để giải quyết. Tránh trường hợp nhanh, suy nghĩ không thấu đáo sẽ làm ảnh hưởng lớn tới công việc mình đang tiến hành triển khai. Tình hình sức khỏe cũng không thể chủ quan lơ là, bạn nên duy trì thói quen rèn luyện thể dục thể thao, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Tổng quan tháng 6 âm lịch năm 2022, tháng Đinh Mùi của năm Nhâm Dần. Tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 6 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, tức ngày 29 tháng 6 năm 2022 đến 28 tháng 7 năm 2022 dương lịch. Tháng 6 Đinh Mùi có nạp âm là Thiên Hà Thủy, tháng Mùi, Lục Hợp Ngọ, Tam Hợp Mão và Hợi thành Mộc Cục, Xung Sửu, Hình Sửu, Hại Tý, Phá Tuất, Tuyệt Sửu. Đối với những người tuổi Sửu trong tháng 6 âm lịch này, cần phải tránh các ngày sau. Ngày âm lịch, ngày 7 tháng 6 năm 2022, tức ngày 5 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mùi, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 19 tháng 6 năm 2022, tức ngày 17 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Mùi, có nạp âm là Lộ Bàng Thổ. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Sửu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng.
lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho các bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Sửu trong tháng 6 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 12 tháng 6 năm 2022, tức ngày 10 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tý, có nạp âm là Hải Trung Kim. Ngày âm lịch ngày 24 tháng 6 năm 2022, tức ngày 22 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Tý, có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho những người tuổi Sửu trong tháng 6 âm lịch. Và chắc hẳn quý vị cũng biết được mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình này thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để có thể thay đổi vận mệnh của mình trở nên ngày một tốt hơn, thành công hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với Phong Thủy Gia Cát trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ, Phong Thủy Gia Cát xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo được phát sóng trên kênh Phong Thủy Gia Cát.